Chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật một số mã hàng mới đấy, rất đẹp để trân trọng gửi tới quý bác anh chị và các bạn khắp mọi miền Tổ quốc. Các bác xem kênh thì đừng quên nhấn like, nhấn đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh cái việc là không nhận hàng các bác nhé. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Vâng, cái mã sản phẩm đầu tiên shop lên cho các bác trong ngày hôm nay đó là bên Phạm Huấn tiếp tục về cái một số cái mã đồ sưu tầm, thì em sẽ lên nhanh cho các bác nhé. Đó, mã đầu tiên đó là bên shop em về cái lô cái con voi gà tàn các bác, con voi gà tàn, hàng thì rất chất lượng luôn. Con này thì cái giá của nó không đổi rồi, hàng là bằng hợp kim mạ đồng nhé, cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn. Hợp kim mạ đồng rất dày dẫn và chắc chắn. Giá bên shop đang gửi tới các bác mỗi con voi gà tàn như này, giá của nó là đi 230k và bao ship các nhá, voi gà tàn. Đó, em xem còn cái con gà tàn nào, bỏ hết đây cho anh. Tiếp theo là con trâu gà tàn nữa nhá. Đó, con trâu gà tàn. Đó thì con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cũng là 230k và bao ship. Các bác lên mã giúp cho em là trâu gà tàn. Đấy, trâu gà tàn nhá. Đó, trâu gà tàn 230k nhá, 230k con này. Hàng rất đẹp, rất chất lượng luôn. Đấy, một số cái mã đồ sưu tầm em lên cho bác trong ngày hôm nay. Đó. Tiếp theo em lên cho bác đó là cái con cóc gà tàn này. Đó, con cóc gà tàn. Đây, hàng rất chất lượng luôn, sáng bóng đẹp, mắt của nó là đính đá đỏ này. Con này thì bên shop bảo hành cho bác luôn cái chương trình là 10 năm. 10 năm không bị phai màu nhá, 10 năm không phai màu. Hàng rất đẹp luôn. Đấy, hình dáng các thứ này rất đẹp luôn không nhá. Hàng rất chất lượng. Đó, 230k nhá. Đấy, 230k. Hàng thì nó như này. Đây, các em giơ cái khổ tay của em ra là các bác biết cái kích thước của nó như nào được không nhá. 230k. Tiếp theo là em lên cho bác cái mã thiên nga nhá. Thiên nga. Khổ con nó. Đó, hả? Khổ con. Đấy, lên cho bác cái mã thiên nga nhá. Đó đây. Con thiên nga rất là đẹp này. Riêng em thiên nga này thì giá nó tốt hơn. Đó là 200k nhá. Đó. 200k thì cái mã thiên nga này. Các bác lên mã giúp cho em là thiên nga gà tàn 200k. 200k em này không nhá. Đấy. Em này thì mã này thì giá nó mềm hơn một chút thôi nhá. Đấy, cũng rất là đẹp luôn. Đây, màu sắc, kích thước rồi kiểu dáng rất là đẹp luôn. Các bác lên mã giúp cho em là thiên nga gà tàn. Đó, thiên nga gà tàn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một con thiên nga đẹp như này. Giá của nó là 200.000. Đấy, 200k bao ship thôi nhá. 200k bao ship cho cái mã thiên nga này các bác nhá. Đó. Mã tiếp theo, đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái lô đó là cái hộp tăm. Đấy, hộp tăm vàng các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là tăm vàng. Đấy, tăm vàng này thì bên shop đang gửi tới các bác với cái giá đó là 130k. 130k và bao ship cho hộp tăm vàng này các bác nhá. Đó, tăm vàng 130k và bao ship. Kiểu dáng kích thước rất là đẹp luôn, hoa văn này, mạ vàng rất là đẹp luôn các bác nhá. Đó. Các bác chỉ cần ấn này là tăm nó đẩy lên này. Đó, rất là đẹp và tiện dụng cho các bác sử dụng thôi nhá. Đó, đẹp, sạch sẽ, sang trọng thôi nhá. Đó, để trên cái bàn ăn nhà mình thì rất là sang luôn. 130k bao ship trên hộp tăm này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái bình trà vàng này. Đó, bình trà vàng. Các bác lên mã giúp cho là bình trà vàng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác với cái giá đó là 280k và bao ship luôn nhá. Đó, 280k và bao ship luôn nhá. Đó. Các bác lên cho em là bình trà vàng. 280k và bao ship, 280k bao ship cho các em bình trà vàng này. Đấy, cũng là bằng hợp kim mạ vàng rất là đẹp luôn, sáng bóng nhá. Đấy, cực kỳ là chắc chắn luôn. Hợp kim mạ vàng sáng bóng, bên ngoài thì có trắng ngọc này, trắng ngọc này. Đấy, rất là đẹp luôn. 280k. Đấy, còn cái bình trà đồng này thì bên shop vẫn đang bán là 250k nhá. 250k cho cái bình trà đồng này. 250k. Đấy, thì các bác lên cho em là hai lạng đồng, hai lạng nhá, hai lạng vàng hoặc là hai lạng đồng. Đó, hai lạng vàng hoặc hai lạng đồng tùy theo các bác nhá. Đấy, rất chất lượng luôn. Đó. Rất chất lượng luôn. Đấy, các bác nhá. Rất chất lượng và ngon lành như này. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 250k, 250k cho cái bình trà hai lạng này. Đó. Tiếp theo bên em có cái bình trà bốn lạng này. Đó. À, con này đựng được bốn lạng chè. Đấy, giá shop đang gửi tới các bác cái giá là 300k. Đấy. Tất cả của nó đều là bằng hợp kim mạ đồng thôi nhá. Đó, rất dày, rất chắc chắn luôn. Các bác gõ thoải mái luôn nhá. Gõ thoải mái luôn, hợp kim mạ đồng rơi thoải mái luôn. Đấy, bên shop đang gửi tới các bác cái giá là đó là 300k cho cái bình 4 lạng này, 300k cho cái bình 4 lạng này các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì khay giấy thì bên em đang có hai mẫu, đó là khay giấy vàng. Khay giấy vàng này thì là 270k và bao ship thôi nhá. Đó. Còn cái khay giấy đồng này thì nó rẻ hơn một chút là 250k. Đấy, thì đây là khay giấy vàng này. Qua lên cho là khay giấy vàng. Kích thước của nó thì nó vào khoảng là trên 20. Đấy, vào khoảng là 25 nhân với lại 12 nhá, 25 nhân 12. Đấy, còn cao thì nó vào khoảng là 8 cm nhá. Đấy, cao khoảng 8 cm. Đấy, nói chung là nôm na nó là như vậy. Rất là dày dẫn và chắc chắn luôn. Cho nhá. Đấy, thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái bình trà vàng như này.
giá của nó hộp giấy vàng như này là 270.000 các bác nhá. Đấy. Còn bên em có cả cái mẫu hộp giấy đồng. Đây, hộp giấy đồng như này. Con hộp giấy đồng này thì bên shop đang gửi tới các bác với giá đó là 250k. 250k thì cái hộp giấy đồng này các bác nhá. Đó. 250k cái hộp giấy đồng này. Và bên em bao ship cho bác luôn. Đấy, đấy là một số cái mã về đồ sưu tầm. Tiếp theo thì em lên cho bác cái mã sản phẩm đó là cái thanh cọ lưng không nhá. Đấy, các bác lên cho em là thanh cọ lưng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 50k. Các bác lên mã giúp cho em là thanh cọ lưng. Đó, thanh cọ lưng. Bên shop bán là 50k. 50k cho một cái này. Bác nào lấy từ 3 cái là bên em sẽ bao ship. 3 cái bao ship luôn nhá. Đó. Thì con này của nó là chất liệu của nó là lông tơ mềm mảnh. Các bác dùng không bị đau rát lưng nhá. Đấy, không bị đau rát lưng. Đây. Đấy. Nhựa nguyên sinh, có quai đeo, lông tơ mềm mảnh các nhá. Đấy, khi các bác tắm thì các bác vòng ra đằng sau lưng như này. Kỳ cọ nó rất là tiện. Đây em có cái video thực tế cho bác xem luôn. Các bác lên mã giúp cho là thanh cọ lưng. Bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đây các bác này. Đó. Đây. Trong phòng tắm của mỗi gia đình, được thiết kế vừa tay cầm, giúp bạn dễ dàng chà khắp lưng và mắt. Không gây tổn thương da, chổi tắm còn giúp tạo bò sữa tắm để cho các tinh chất sữa dưỡng ẩm có trong sữa tắm thấm sâu vào da, làm tăng hiệu quả dưỡng ẩm và làm làn da mịn màng. Đấy mọi người, rất là tiện luôn. Đó. Bàn chải tắm Nhật Bản là sản phẩm không thể thiếu trong phòng tắm của mỗi gia đình. Được thiết kế vừa tay cầm, giúp bạn dễ dàng chà khắp lưng và massage cho cơ thể dễ dàng, hiệu quả, không gây tổn thương da. Chổi tắm còn giúp tạo bò sữa tắm để cho các tinh chất sữa dưỡng ẩm có trong ẩm và làm da mịn màng. Đó, rất ok các bác nhá. Mã sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái lô cưa gấp các bác nhá. Đó, các bác lên cho em là cưa gấp Nhật. Đấy, con này thì rất là chất lượng luôn. Đó, rất là ngon lành như này. Một con cưa gấp như này, giá chỉ có 70k nhá. 70k, kích thước của nó chiều dài là 30cm nhá. 30cm. Tha hồ các bác thoải mái sử dụng để cưa vào các cái vị trí mà các bác mong muốn. Đây. Đấy, gấp vào như này rất là gọn luôn. Ưu điểm của nó nữa là nó có cái phần nó gọi là cái phần hạt bòng đây. Đấy. Cái phần mở hạt bòng như này, nó to như hạt bòng. Thì khi các bác cưa nó sẽ không bị đọng mùn. Đấy, nó không bị rít. Đấy, mùn và các cái nhựa cây nó sẽ đọng vào cái phần này. Thì mình kéo cưa nó rất là trơn. Nói chung là một con cưa rất là sắc bén. Cưa Nhật rất là sắc bén. Giá thì cực kỳ hợp lý nhá các bác nhá. Đó, giá chỉ có là đi 70.000 cho con này thôi. Bác nào lấy từ 3 con trở lên bên em tính cho các bác cái giá là 200 và bao ship. 200 bao ship 3721 tính cho bác luôn 200 bao ship các bác nhá. Đó, 70k. Qua lên trên là cưa gấp Nhật. Mã tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục với cái sản phẩm đó là cái đuôi đèn cảm ứng nhá, đuôi đèn cảm ứng. Đấy thì cái này thì nó đơn giản thôi. Đấy, tức là cứ có người đi qua thì nó sáng mà đi qua rồi thì nó lại tắt, đi đến thì sáng mà đi qua thì tắt thôi nhá. Đấy. Các bác lên nó giúp cho em là đuôi đèn cảm ứng thôi nhá. Đó. Lên cho em là đuôi đèn cảm ứng chuyển động. Đấy. Đuôi đèn này. Đấy. Cảm ứng này. Chuyển động thôi nhá. Đấy, có người chuyển động. Chuyển động qua thì nó sáng và đi hết thì nó lại tắt. Ở đây thì nó có chế độ chỉnh là 15 giây, 45 giây và 5 phút các bác nhá. 15 giây, 45 giây và 5 phút. Và chỉnh chế độ là cả 24 giờ hoặc là ban ngày hoặc ban đêm. Thì tùy các bác muốn là để chế độ 24 giờ được hoặc ban ngày ban đêm. Thì các bác ở đây thì nó để mặc định cho các bác là 5 giây và 24 giờ rồi. Thì về các bác cứ thế là điều sử dụng thôi. Ví dụ các bác mà ở cái chỗ các bác sử dụng vào ban ngày nó sáng rồi thì các bác chỉ cần để chế độ ban đêm thôi, không cần để chế độ ban ngày nữa, nó mất công các bác nhá. Đó, rất là ok luôn. Tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop em tiếp tục về cái mã sản phẩm đó là cái đũa 10 đôi của Hàn Quốc các bác nhá. Đấy, các bác lên trên là đũa 10 đôi. À, đũa này của Nhật các bác nhá. Đấy. Đũa 10 các bác này. Đấy. Đũa 10, 10 đôi. Đó. Đũa 10 đôi của Nhật. Đấy thì một cái vỉ như này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80k. Đấy, 80k và bao ship các bác nhá. À xin lỗi các bác, 80k thôi, không có bao ship. Đấy, bác nào lấy từ 3 vỉ trở lên thì bên em mới bao ship được. Đó, 80k một vỉ đũa này. Đấy, cứ quen mồm bao ship. Thì đây, tem chống hàng giả, hàng chiếc đàng hoàng các bác nhá. Đó, hàng của Nhật rất chất lượng luôn. Made in Japan. Đấy, độ chịu nhiệt của nó tương đối là cao. Đây các bác này. Đó. Rất chất lượng luôn. Đấy. Đây, made in Japan này các bác nhá. Đó. Đây. Đấy là thuộc dạng sợi thủy tinh các bác nhá, cực kỳ bền đẹp và chắc chắn luôn. Đây. Đấy, sợi thủy tinh, cực kỳ bền đẹp và chắc chắn luôn. Giá thì rất hạt rẻ cho các bác luôn. Một vỉ đũa như này, 10 đôi giá chỉ có 80.000 các bác nhá. Giá 80.000. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là đũa 10 đôi Nhật các bác nhá. Đũa 10 đôi Nhật. 80k một vỉ này. Đó. Mã tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái sản phẩm đó là cái
nước hoa. Đấy, nước hoa của thương hiệu Bốt các bạn nhá. Đấy, nước hoa của thương hiệu Bốt. Đây, các bạn lên trên là nước hoa Bốt này. Đấy. Con này thì bên em đang bán là 200. Hôm nay thì thanh lý cho các bác còn 150k và bao ship cho một hộp nước hoa như này. 150k và bao ship. Các bác lên cho em là nước hoa Bốt các bạn nhá. Nước hoa Bốt 150k bao ship cho một hộp nước hoa như này. Đấy, hàng made in UK, tức là hàng sản xuất tại Anh nhá. Sản xuất tại thị trường Anh. Đó. Một hộp này thì dung tích của nó là đi 100ml các bác nhá. Đấy. Dung tích của nó là 100ml. Hàng thì siêu chất lượng luôn các bác nhá. Đó. Nước hoa này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Hàng rất là thơm các bác nhá. Đó, đây. Các bác lên cho em là nước hoa Bốt. Một hộp này dung tích của nó là 100ml các bác nhá. Đó, đây. Nước hoa Bốt này các bác này. Đó. Bốt chữ dập chìm luôn. Đây. Và đây nó cũng có in trực tiếp mà nơi sản xuất luôn. Đây, made in UK các bác này. Đó, made in UK. Đấy. Các bác nhá, rất là đẹp luôn một cái chai nước hoa như này. Rất là thơm các bác nhá. Đấy. Hương của nó thì rất là thơm. Đấy. Hương rất là thơm, thơm nhẹ nhàng nam tính. Giá thì chỉ có là đi một cái chai nước hoa như này. Giá chỉ có 150k. Đấy, cho cái dung tích là 100ml các bác dùng máy thoải luôn. Đấy các bác nhá. Đó. Các bác lên cho em là nước hoa. Đấy, lên cho em là các bác lên đã giúp cho em là nước hoa Bốt các bác nhá. Nước hoa Bốt 150k. 150k cho cái lọ nước hoa Bốt này. Giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop còn một ít cái nước hoa Dubai nữa các bác nhá. Nước hoa Dubai. Đấy. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 70.000 cho một hộp như này. Hộp nước hoa Dubai như này. Đây, made in Dubai đây. Đấy, rất chất lượng luôn. Giá thì cực kỳ là rẻ. Dòng này nó rẻ là do nó là dòng nước hoa chiết các bác nhá. Nước hoa chiết. Một hộp của nó là 5 lọ như này. Đấy, một hộp của nó là 5 lọ như này, 5 lọ nhỏ như này. Đấy, hàng made in Dubai. Giá bên shop đang gửi tới các bác với cái giá đó là 70k cho 5 lọ với 5 mùi hương khác nhau. Đấy. Rất là hợp lý luôn, giá rất hợp lý và hàng rất chất lượng, cực kỳ là thơm. Đấy, nhiều bác đã mua lại sản phẩm này các bác nhá. Đấy, các bác lên cho là nước hoa Dubai 70k. Mã tiếp theo đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái lô đó là cái bơm dẫn chân. Đấy, các bác lên cho là bơm 1 ti. Đấy, bên shop đang bán là 180.000 thanh lý cho bác còn 140k cho cái con bơm 1 ti này các bác nhá. Đây, em sẽ các bác xem. Đấy, sản phẩm của nó đây các bác này. Đấy. Một cái con bơm, dây thì bằng dây dù. Đấy, dây dù chống đứt các bác nhá, dây dù chống đứt. Có cả đầu bơm xe máy, cả đầu bơm xe đạp các bác nhá. Đó. Đây, rất chất lượng luôn. Giá thì cực kỳ là hạt rẻ một cái con bơm to khỏe như này. Đấy. Các bác có thể để vào cốp xe máy để đi trên đường, để phòng mình bị hết hơi hoặc là bị thủng xăm thì các bác có thể bơm vá được luôn. Đấy. Giá chỉ có 140.000. Đã bao gồm phí ship đến tận nhà cho các bác luôn. Các bác lên mã giúp em là bơm 1 ti nhá, bơm 1 ti 140k, 140k cho cái mã bơm 1 ti này để các bác sử dụng trong công việc gia đình nhà mình, rất là tiện dụng. Đấy, mang đi mang lại. Rất là tiện nhá. Đấy, lên mã giúp em là bơm 1 ti. Giá là 140.000 nhá, 140.000. Mã sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cái lô dao thái của Đức. Đấy. Thì lô này cũng không còn nhiều, em chỉ còn một ít nữa thôi. Đấy, thì thanh lý nốt cho bác. Con này thì bên shop đang bán là 150.000. Hôm nay thì còn mấy con nữa, thanh lý nốt cho bác. Đấy, cái giá là 140k. 140k và bao ship. Các bác lên mã giúp cho em là dao Thái Đức các bác nhá. Dao Thái Đức 140k và bao ship cho cái mã này. Đấy, hàng này thì cũng không còn nhiều các bác nhá, không còn nhiều. Đấy, hàng thì siêu sắc bén luôn, con này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Dài của nó tới là 30 mấy cm. Các bác tha hồ mà sử dụng luôn các bác nhá. Đây, dao thì rất sắc bén luôn con này. Đó. Dao thì sắc thôi rồi luôn các bác nhá. Đó. Sắc miễn bàn luôn. Đấy. Rất là sắc bén các bác nhá. Đó, rất sắc bén luôn. Con nào cũng sắc như con nào hết các bác nhá. Đấy, dao thì hàng bãi, thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng. Rất là sắc bén, giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác luôn các bác nhá. Đó, đây các bác này. Đó, rất sắc bén luôn. Các bác lên đã giúp cho em là dao Thái Đức, thanh lý cho các bác còn 140k. 140k và bao ship. Đây, thân dao các bác này. Đấy. Hàng cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn, chuẩn chỉ các bác nhá. Đó, 140k và bao ship cho cái mã dao Thái Đức này. Chấm hết luôn. Đây, made in Germany đi các bác này. Đó, đây. Hàng của thương hiệu Winling. Made in Germany, rất chất luôn các bác nhá. Đây. Đấy. Các bác nhá. Đó, ok. 140k cho cái mã dao Thái Đức này. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cái lô đó là bài vàng nhé.
bài vàng. Một bộ này thì bên shop đang bán với cái giá đó là một bộ như này là 50k nhá, 50k. Đấy, hàng bằng nhựa chống nước nhá, hàng bằng nhựa chống nước. Rất là đẹp luôn, này. Đó. Hàng bằng nhựa chống nước rất là đẹp. 50k cho một bộ bài vàng như này. Đây. Đấy, các bác có thể ấn cong thoải mái luôn. Rất là dày dẫn và chắc chắn chống nước luôn. 50k cho một bộ bài vàng nhá. Các bác lên cho em là bài vàng 50k. Đó, giá cực kỳ hợp lý luôn. Đón quang chưa? Tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái nạo gót chân. Đấy. Các bác lên cho em là lên cho em là thanh nạo gót chân các nhá, để tránh nhầm với cái máy kia. Đó. Các bác lên cho em là thanh nạo gót chân. Đó. Thanh nạo này. Gót chân. Đó. Thanh nạo gót chân các nhá. Đó. Thì cái này bên shop đang bán với giá là 100, xả cho bác luôn cái giá còn 50k. Đấy, còn mấy hộp nữa. Em thanh lý cho nốt cho các bác. Nạo gót chân. Bây giờ đang là mùa đông, người da khô nứt nẻ gót chân các bác bị ấy, thì các bác có thể là mua về để mình nạo. Ở đây thì các bác được tặng kèm thêm là hai hộp lưỡi nữa, hai hộp lưỡi như này, mỗi hộp là 10 chiếc tha hồ các bác sử dụng đó. Và ở đây thì nó có cái phần này, đây có cái phần này về các bác lắp lưỡi vào cho em, xong lắp lưỡi vào sau đó thì mình cứ nạo này, tắm rửa xong thì mình cái da chân của mình nó đang mềm ra thì các bác nạo đi nhá. Đó, qua lên cho em là nạo gót chân đấy, thanh nạo gót chân 50k nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái vòi cam xanh. Đấy, con này thì chuyên để chia nước các nhá. Đó, chuyên để chia nước như này. Đó. Đấy. Con này thì để chia nước làm hai. Đấy, nó sẽ có hai đầu chia nước như này. Đấy. Đấy, phần kết nối bằng đồng này và có hai phần chia nước như này, một van, hai van. Đó. Các bác lên cho em là vòi cam xanh. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 100. Thanh lý cho bác cái giá còn là 65k nhé, 65k cho cái vòi cam xanh này. Các bác lên mã giúp cho em là vòi cam xanh 65k một chiếc nhé, 65k một chiếc. Đó, giá cực kỳ hợp lý luôn. Tiếp theo đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái lô đó là cái lọ, cái này nó gọi là tẩy lồng giặt có nhá. Đấy, các bác lên cho em là hộp tẩy lồng giặt. Đó, hộp tẩy lồng giặt. Tẩy lồng giặt. Bên này thì bên shop đang gửi tới các bác cái hộp tẩy lồng giặt này. Đấy, 40k một hộp. Đấy, của nó là 12 viên nhá, 12 viên một hộp. 40k trên một hộp 12 viên. Tha hồ các bác sử dụng luôn. Mỗi tháng các bác vệ sinh cho em một lần. Khi vệ sinh thì các bác chỉ cần là bóc cái viên này ra, sau đó thì các bác đưa vào là mình tẩy đi là xong nhá. Đấy, nó cũng rất là tiện dụng thôi. Đây, các bác bóc ra. Đấy, ở đây thì nó có cái dạng viên như này. Đấy, 12 viên. 12 viên cho 12 tháng thôi nhá. Đấy, các bác bóc ra và bỏ vào mình sử dụng như bình thường. Rất là tiện dụng luôn. 12 viên cho 12 tháng. Rất là ok, ngon lành luôn. Đấy, giá thì chỉ có 40.000. Các bác lên cho em là hộp tẩy lồng giặt 40k. Hộp 12 viên. Rồi, ok.